Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến hoặc về Thành phố Hồ Chí Minh từ các địa phương khác, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến hoặc về Thành phố Hồ Chí Minh và vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ngành y tế thành phố chỉ định không xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Người dân tự giác thông báo với cơ quan y tế địa phương để ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn quyết định các biện pháp giám sát y tế phù hợp. Trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly, những trường hợp đến hoặc về Thành phố Hồ Chí Minh từ địa phương khác phải luôn thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.